Laudato Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lịch thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Linh mục đầu tiên từ 15 năm nay tại giáo phận Saratov, Nam Nga. Đức Tân Hồng Y Marengo cho biết chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng đến Kazakhstan sẽ thúc đẩy giáo hội ở trung tâm Á Châu. Nhật ký trừ tà số 205. Phải chăng là di tích của thập tự giá thật? Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Linh mục đầu tiên từ 15 năm nay tại giáo phận Saratov, Nam Nga. Ngày 7 tháng 10 tới đây, giáo phận Thánh Clemente ở Saratov, miền Nam Liên bang Nga, sẽ có cuộc truyền chức linh mục đầu tiên kể từ 15 năm nay. Đó là thầy phó tế Denis Maria Smoko, 30 tuổi, sinh năm 1992, quốc tịch Nga, sinh trưởng trong một gia đình chính thống. Nhưng cách đây 12 năm, thầy đã gia nhập giáo hội Công giáo. Sau những năm tiền chủng viện ở thành phố Mobilsburg ở miền Siberia, thầy Denis được Đức Tổng giám mục bản quyền gửi sang chủng viện Arts bên Pháp. Thầy theo học tại đây từ năm 2014 đến năm 2020, và trong thời gian này, thầy gia nhập tu đoàn Linh mục Thánh Juan Maria Vianney. Năm 2020, thầy Denis trở về Nga và ngày 8 tháng 12 năm ngoái được triệu chức phó tế tại nhà thờ Chúa Kitô ở thành phố Marx, thuộc vùng Saratov, và nay đang thi hành sứ vụ phó tế tại giáo phận Tôn Vinh Thánh Gia ở Ufa, thủ phủ Cộng hòa Baskovstan thuộc Liên bang Nga. Thông báo của Tòa Giám mục Saratov cho biết thầy Denis Maria Smoko chuẩn bị cho việc chịu chức linh mục từ 10 năm nay. Đối với giáo phận chúng tôi, đây là một biến cố rất có ý nghĩa, vì lễ truyền chức linh mục trước đây tại giáo phận này cách đây 15 năm. Giáo phận Saratov do Đức cha Clemens Pickel gốc Đức cai quản và chỉ có 19.000 tín hữu Công giáo thuộc 51 giáo xứ với 21 linh mục giáo phận và 28 linh mục dòng. Lãnh thổ giáo phận này rộng 1.400.000 cây số vuông, quá 4 lần Việt Nam nhưng chỉ có 45 triệu dân cư. Đức Tân Hồng Y Marengo cho biết, chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng đến Kazakhstan sẽ thúc đẩy giáo hội ở trung tâm Á Châu. Tôi nghĩ rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến đất nước xinh đẹp, nơi có nhiều tôn giáo này, chắc chắn sẽ nêu gương tốt về sự hợp tác hiệu quả cho tất cả mọi người. Đức Tân Hồng Y người Mông Cổ, Giorgio Marengo, nói về chuyến công du sắp xảy ra của Đức Thánh Cha Francisco đến Kazakhstan từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9. Vị giám quản tông tòa 48 tuổi của Ulaanbaatar, thành viên trẻ nhất của Hồng Y đoàn cho biết, Ngài rất kỳ vọng vào chuyến thăm. Ca ngợi truyền thống tuyệt vời của Kazakhstan là đoàn kết mọi người và phát triển nhận thức về tầm quan trọng của hòa bình, hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau trong thời điểm khó khăn như hiện nay. Ngài hy vọng rằng chuyến thăm của người đứng đầu giáo hội Công giáo sẽ có tác động tích cực đến các quốc gia khác trong khu vực, bao gồm cả Mông Cổ, mặc dù chúng tôi ở xa một chút. Ngài cũng hy vọng rằng đây sẽ là một ví dụ điển hình về cách giáo hội Công giáo nhấn mạnh đối thoại giữa các tôn giáo trong sự hợp tác với những người thuộc các tôn giáo khác nhau. Vị Hồng Y cũng nói về những thách thức của công việc truyền giáo ở một đất nước mà việc trở thành một người Công giáo không được coi là một điều gì đó hoàn toàn bình thường. Người ta phải rất quyết tâm và can đảm để đưa ra quyết định quan trọng trong cuộc đời này. Nhật ký trừ tà số 205. Phải chăng là di tích của thập tự giá thập? Đức ông Stephen Rossetti là một linh mục ở giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào mục vụ trừ tà trong 13 năm qua.
Trên trang web catholicexorcism.org, Ngài có bài viết nhan đề Exorcist Diary number 205, Relic of the True Cross, nghĩa là Nhật ký chư tà số 205, phải chăng là di tích của thập tự giá thật? Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Một trong những người trừ tà của chúng tôi có một thánh tích được cho là lấy từ cây thánh giá thật trong giáo xứ của Ngài. Không có bất kỳ tài liệu nào xác nhận điều đó. Một số người đặt câu hỏi, liệu những mảnh gỗ này có thực sự là từ thập giá của Chúa Giê-xu hay không? Người ta nói rằng Thánh Helena, mẹ của Hoàng đế Constantine, đã khai quật được ba cây thánh giá từ địa điểm được cho là nơi Chúa Giê-xu bị đóng đinh tại đồi Canvê. Để xác định cây thánh giá nào là cây thánh giá thật, cô đã cho ba cây thánh giá chạm vào cơ thể của một phụ nữ sắp chết vì bị nan y. Chỉ khi chạm vào một trong số chúng, cô ấy đã được chữa khỏi. Gỗ này được tôn là cây thánh giá thực sự kể từ đó. Nhà trừ tà của chúng tôi đang tự hỏi, liệu mảnh vỡ của Ngài có phải là xác thực hay không? Ngài giấu cây thánh giá trong túi và mang đến một buổi trừ tà. Đó là một trường hợp đặc biệt khó khăn với sự hiện diện của ma quỷ mạnh mẽ. Giữa buổi trừ tà, Ngài đứng đằng sau người bị quỷ ám, giờ đây đang tràn đầy năng lượng biểu lộ ra ngoài. Đứng đằng sau người đó, khi Ngài thò tay vào túi, những con quỷ hét lên, di tích của cây thánh giá thật. Họ quằn quại và rõ ràng đang bị giày vò. Vẫn ở sau lưng người bị quỷ ám, Ngài đặt thánh tích vào gáy người ấy. Một lần nữa, những con quỷ lại hét lên, di tích của thập tự giá thật. Một lần nữa, họ lại quằn quại trong đau khổ. Ma quỷ thường nói dối, phải chăng chúng đang cố gắng đánh lừa vị linh mục trừ tà? Có thể, nhưng có những lúc Chúa buộc quỷ phải nói ra sự thật. Nhà trừ quỷ tin rằng đây là trường hợp đó. Chúa buộc những con quỷ làm chứng cho thập tự giá thật của người. Có rất nhiều thánh tích trong nhà nguyện nhỏ của chúng tôi, nơi các lễ trừ tà được thực hiện. Thánh tích của thập tự giá thực sự có một vị trí đáng tôn vinh, và cho dù đó không phải là gỗ thực sự từ thập tự giá của Chúa Giê-xu, nó vẫn được sử dụng trong các buổi trừ tà của chúng tôi với đức tin. Chúng tôi tin tưởng vào sự chiến thắng của cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Và chúng tôi tin rằng khi chúng tôi sử dụng thánh tích này trong đức tin, Chúa đã quảng đại ban cho một ân sủng đặc biệt. Sự chứng kiến của những con quỷ cho chúng ta thêm niềm tin vào tính xác thực và sức mạnh đáng nể của thánh tích này. Hết bao tội đời.
Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Jesus Kitô.